để nhiều khi cái gạch này nó có thể sử dụng để biến căn nhà mình thành một căn nhà siêu xịn thì sao, đúng không? Đúng không? Nào mình sẽ sử dụng thử. Ủa, ủa, sáng sớm ai gọi tôi vậy trời, ai gọi tôi, ai gọi tôi? Alo, em lên game nghe đây. Ai vậy? Mới sáng sớm gọi tôi rồi. À, tôi nè, tôi đến từ hành tinh ma thuật. Thì ngày hôm nay tôi mới thử nghiệm được một cái sản phẩm rất là mới. Tôi tặng cho ông, tôi để ngay chỗ cổng dịch chuyển, mình nhớ ra nhận nha. Nhưng mà nhớ là... Ok, cảm ơn nha. Có quà, có quà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Và ngày hôm nay thì mình mới vừa nhận được một cuộc điện thoại các bạn ơi, là có một người bạn của mình ở hành tinh ma thuật đã gửi cho mình một món quà ở đó, để ngay cổng dịch chuyển nè. Thì cổng dịch chuyển này nếu như bạn nào chưa biết thì các bạn xem là những cái tập đầu tiên của series lớp học Trigger thì các bạn sẽ biết cổng dịch chuyển này nha. Đây là một cổng dịch chuyển của trạm không gian Green Rector này, và nó sẽ liên thông với rất là nhiều những hành tinh khác nhau, như là hành tinh ma thuật nè, hành tinh quái vật, hành tinh sập lèm lùm tùm lum hành tinh luôn các bạn. Thì hồi xưa thì cái cổng này nó bị nhiễu sóng các bạn ơi, là lúc nào cũng có quái vật đến đây hết, cho nên là mình rất là hay tiêu diệt những con quái vật đó. Nhưng mà bây giờ mình đã cải tiến, mình nâng cấp nó rồi, cho nên là bây giờ không có quái vật nữa mà nó đã đưa đến những nơi rất là chính xác. Và ngày hôm nay thì bạn của mình từ hành tinh phép thuật đã gửi cho mình một món quà trong thùng này. Ok, để tôi tắt cái cửa đây cái đã. Thì bây giờ tôi lấy món quà đó ra nè. Món quà của chúng ta đây, đây là gì đây, để tôi coi coi. Gậy phép thuật các bạn. Gậy phép thuật này có lẽ như là mang được quyền năng sức mạnh du biên biển cả du bờ bến gì nè, để nhiều khi cái gậy này nó có thể sử dụng để biến căn nhà mình thành một căn nhà siêu xịn thì sao, đúng không? Đúng không? Nào mình sẽ sử dụng thử. Ủa, ủa, alo, Ellen Game nghe đây. À, hello, tôi nè, tôi đến từ hành tinh pháp thuật này. À, tôi có một món quà tôi gửi cho ông. Khoan, tôi biết à. Để tôi đi kiểm tra chút xíu nha, được rồi tôi gọi lại sau, ok. Sao ta? Ok, mày đã có vẻ như là ổn hơn đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game nha. Thì vừa rồi chúng ta vừa đến với một đoạn replay siêu chuối của tôi. Tôi rất là ít quay replay mọi người, cho nên là quay nó hơi cùa bắp chút xíu, thì sẽ cải thiện trong thời gian sắp tới nha các bạn, cứ yên tâm. Với lại mình có một mình nữa, cho nên làm cái gì nó cũng hơi khó hơn mọi người chút xíu ha. Ok, thì vừa rồi là các bạn vừa được xem một đoạn ngắn ngắn. Chúng ta sẽ sử dụng gậy phép để triệu hồi thiên thạch, giống như là cái comment của bạn này đã comment ở trên YouTube của mình đó. Bạn Ngọc Thiên, anh ơi chỉ em Trigger sử dụng công cụ thì thiên thạch rơi xuống đi đó. Thì nãy các bạn cũng đã thấy các thiên thạch nó rơi xuống như thế nào rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Trigger đó. Và trước khi đến phần hướng dẫn, các bạn nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe, nút chuông đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Bất cứ những cái Trigger nào các bạn muốn làm thì các bạn hãy comment bên dưới, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem kỹ lại xem là cái gậy phép thuật triệu hồi thiên thạch này thì nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Ok, rồi, thì đến với cái trigger này á, thì trước tiên chúng ta chuyển sang chế độ trò chơi trước nè. Tại vì tất cả những cái trigger thì nó phải chuyển qua chế độ trò chơi thì nó mới kích hoạt được nha. Rồi, thì trên tay mình đang cầm cái gậy phép thuật. Đó, gậy phép thuật. Thì cái gậy này á, là mình đã tải cho thư viện mô hình mini nha. Đó, bạn nào muốn tải thì lên trên đó tải. Thì khi mà mình sử dụng cái gậy phép thuật này, mình bắn ra một viên đạn gì đó, một cái vật ném gì đó đến một cái vị trí nhất định. À, thì ngay tại vị trí đó, từ trên trời nó sẽ rơi xuống một cục thiên thạch bự siêu to khổng lồ, rớt xuống ngay cái vị trí mà cái đồ mình, cái vật ném mình bắn ra đó các bạn. Đó, và nó sẽ làm nổ một vùng luôn. Và nổ to nhỏ bự vừa như thế nào là do các bạn tự cài đặt ha. Một lát trong phần hướng dẫn mình sẽ nói kỹ hơn về vấn đề đó. Thì bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nè. Huy bẹp. Đấy, thì trên trời nó sẽ rơi xuống có âm thanh luôn nha.
nó sẽ có một số âm thanh hiệu ứng hình ảnh các kiểu, và khi mà nó chạm vô đất, bùm, các bạn thấy nó nổ ghê không? Nó nổ tôi chết luôn mà. Đấy, nó nổ banh hết khu vực này luôn mọi người. Rất là kinh khủng nha. Là thiên thạch nó ghê ghê lắm. Nó banh luôn cái trạm không gian redirector rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ bắn thêm cái nữa. Mình sẽ ra xa chút xíu để mình không bị chết nè. Chết chạy mất công mệt lắm. Đấy, nó sẽ rơi xuống đúng ngay cái vị trí mà cái vật ném đã được rớt xuống. Và tôi chết luôn. Nó sao nổ ghê dữ vậy? Sao nổ ghê dữ vậy? Mình đang chỉnh nó, sát thương nổ của nó là 50 các bạn. Cho nên là nó nổ kinh khủng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn nha. Rồi, thì trước khi làm cái trigger thiên thạch rơi này thì các bạn cần phải chuẩn bị một số thứ trước cho mình. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái công cụ nè. Ví dụ các bạn có thể sử dụng gậy phép, hay là sử dụng bảng điều khiển, hay là sử dụng cái gì cũng được, miễn sao cái hình dạng nó theo cái ý mong muốn của các bạn là được. Đó, để chúng ta làm cái công cụ bắn vật ném. Thứ hai là chúng ta sẽ làm bên đây, đó là một cái vật ném linh tinh lan tan, cái gì cũng được. Các bạn làm cục đá cũng được, chứ không cần phải làm giống cái này của mình đâu ha. Đó, và cái cuối cùng đây là một cái cục thiên thạch bự tổ bà chản. Cục thiên thạch thì các bạn build cách gì cũng được. Tại vì mình sẽ làm hiệu ứng ánh sáng phát lửa rồi cho nó mà, thì nó sẽ đẹp hơn nhờ cái hiệu ứng đó thôi. Chứ cái cục này nó là cái gì cũng được ha. Và hiện tại á, trong trigger của Miniworld á, mình chỉ có thể chỉnh kích thước mô hình cho những cái sinh vật thôi thì phải. Còn đối với lock thì mình chưa chỉnh được. Thì chúng ta chỉ có thể chỉnh ở trong đây hết mức lên. Thì các bạn có thể vừa chỉnh cái này xong, các bạn qua tham số mô hình nhỏ, các bạn chỉnh lên một lần nữa thì nó sẽ bự được như vậy ha. Cỡ này là hết quá rồi đó. Hoặc là các bạn build nó bự hơn thôi, tùy, cái này không sao hết. Nói chung là nó không quan trọng đến mức đó. Thì chúng ta làm thiên thạch vừa vừa vậy thôi là nó cũng kinh khủng lắm rồi. Quan trọng là cái độ nổ của nó, các bạn hiểu không? Dạ ok, sau khi chúng ta đã chuẩn bị những cái mô hình xong mà chúng ta sẽ bắt đầu làm login ha, để kích hoạt những cái trigger mà mình sẽ làm thiên thạch rơi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một cái gậy phép thuật. Ở đây các bạn chỉ cần làm một cái công cụ bình thường thôi, công cụ cầm tay bình thường thôi, tấn công gì đó các bạn muốn chỉnh sao chỉnh. Đấy, cái này không quan trọng, nhưng mà quan trọng là ở phần thuộc tính. Các bạn sẽ chỉnh cho nó có cái thuộc tính bắn vật ném. Thì cái này khá là đơn giản thôi ha, mình sẽ xóa mình tạo lại cho bạn xem này. Các bạn chỉ cần bấm vô phần thuộc tính 2, các bạn thêm thuộc tính, các bạn chọn bắn vật ném. Rồi tạm thời để đây đi. Tại vì các bạn chưa tạo vật ném mà đúng không? Thôi, chúng ta sẽ quay lại phần vật phẩm nè. Chúng ta sẽ tạo một cái vật ném là một cái linh tinh trước. Đây, vật ném gì cũng được, miễn là vật ném là được rồi. Đấy, làm vật ném này thấy không? Rồi các bạn chỉnh bình thường thôi, bắn tỉa nha, đừng có chỉnh nổ gì hết. Tốc độ bắn thì tùy các bạn luôn. Đây. Như vậy thôi, và nhớ là cái loại mục tiêu của nó là sinh vật và khói vuông nha, thì nó mới kích hoạt trigger của mình được. Còn những lại là để mặc định bình thường. Ok chưa? Rồi quay lại cái này. Sau khi đã tạo vật ném xong thì chúng ta sẽ add cái vật ném đó vô cái công cụ bắn vật ném của mình. Mình sẽ xóa lại nè. Đó, mình tạo, mình bắn vật ném. Được chưa? Cái mình bấm vô cái này, mình tùy chỉnh, mình chọn cái vật ném mà mình mới vừa tạo là cái đạn xanh 3 nè. Đấy, ok vô. Rồi, thì đối với những cái chỉ số của cái này á, thì các bạn cứ để mặc định. Chỉ có cái này các bạn để không nè. Nói chung mấy này chỉnh sao cũng được, tùy theo ý các bạn thôi. Thời gian tụ lực là bao nhiêu, rồi thời gian delay là bao nhiêu, thì cái này không quan trọng, bất kỳ gì cũng được, lưu lại. Ok, đến đây thì sẽ có nhiều bạn nói là mình sử dụng luôn cái vật ném cũng được, vậy làm công cụ chi cho nó mất công. Thì cái đó là quyền của các bạn, nhưng mà khi mình làm công cụ thì mình sẽ thấy được sự hấp dẫn, nó kiểu như là nó chuyên nghiệp hơn đúng không? Sử dụng gậy phép thuật bắn ra luôn á, chứ không lẽ bạn cầm nguyên cục đạn bạn quăng cái tự nhiên cái thiên thạch rớt xuống nhìn nó không có được hay á. Cái này bạn làm thêm cũng được, còn muốn làm theo kiểu nào thì tùy các bạn ha. Ở đây là phần hướng dẫn theo phong cách của Alan Game thì mình sẽ làm y vậy, các bạn nào mình thích thì làm giống vậy. Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có cái gậy phép thuật bắn ra cái đạn màu xanh rồi, thì các bạn sẽ làm thêm một cái vật ném nữa cho mình là cục thiên thạch rơi. Thì nó cũng là một cái vật ném nè, hay chưa? Nhưng ở phần thuộc tính vật thể bay thì nó sẽ khác một tí nha. Đầu tiên á, cái loại tấn công này nè các bạn sẽ chỉnh lên là nổ tung. Thì thiên thạch rơi nó phải nổ chứ đúng không? Thì nó mới mang lại cái sát thương kinh khủng, nó làm cho người ta hoảng sợ lo âu. Mình để là nổ tung. Ở tấn công này á, thì các bạn nhớ lưu ý ha. Trong cái lúc mà các bạn test á, các bạn phải chắc là cái map của các bạn nó đã được chuyển sang chế độ trò chơi và không có lưu vật phẩm ha. Thì lúc này nó nổ á, thì khi mà mình chuyển lại chế độ chỉnh sửa thì nó sẽ không bị mất hết những cái công trình của mình. Ok, thì đây tấn công các bạn để 50 như mình là nãy nó nổ kinh khủng lắm rồi đó. Còn bạn nào mà muốn thử cái độ mạnh yếu của máy các bạn á, thì các bạn chỉnh lên 100, nó nổ banh xác luôn. Ok, thì này tùy, xong. Rồi cái lưu ý của cái vật ném này thì các bạn nhớ là cái tốc độ bắn của nó nè, các bạn để chậm thôi. Tại vì thiên thạch không thể nào mà rơi cái bèo xuống nổ cái đùng được. Các bạn để khoảng 50-40 thôi là đẹp rồi, là nó rơi chậm giống như hồi nãy lúc đầu các bạn thấy á. Nó rơi từ từ xuống nổ cái bụng đó, là nó sẽ banh chành. Thấy chưa? Khoảng 50 ha, cho nhanh tí. Rồi loại mục tiêu thì các bạn sẽ chỉnh là sinh vật và khói vuông. Rồi nhặt về này nọ là tắt đi nha, đừng có để cho nó ở đây. Rồi thuộc tính này thì các bạn cài thêm cũng được. Mình có thử cài thêm bốc cháy để cho khi nó va chạm xuống nó cháy, nhưng mà cái này nó chỉ kích hoạt với con người thôi chứ nó không có cháy những cái lốc xung quanh được, cho nên là tạm thời cái này mình bổ sung sau đi, bỏ qua một bên. Rồi sau khi mà đã tạo xong ba cái vật phẩm
là một cái công cụ bắn vật ném nè, một cái vật ném được bắn để kích hoạt trigger nè, và một cục thiên thạch thì chúng ta sẽ bấm vào game để load lại những cái dữ liệu mà mình mới vừa tạo. Sau khi đã tạo những cái công cụ và load lại dữ liệu thì chúng ta sẽ bắt đầu làm phần trigger nha. Ở đây thì mình đã làm trigger của nó rồi nè, chỉ có hai trigger thôi. Được chưa? Một cái là để mình tạo thiên thạch, một cái là mình để tạo hiệu ứng cho nó đẹp. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái trigger tạo thiên thạch. Đây mình sẽ tạo lại cái mới cho các bạn xem. Rồi, ở phần sự kiện thì các bạn sẽ chọn vô phần công cụ. Các bạn chọn ném vật phẩm chúng. Đó, thì nó sẽ được cái dòng này. Là khi vật ném đạn bất kỳ va phải người chơi hoặc sinh vật hoặc khối vuông nào đó. Điều kiện thì chúng ta phải xác định kỹ coi cái vật ném nào sẽ là cái vật ném chịu hồi thiên thạch. Thì chúng ta sẽ vào phần vật phẩm. Chúng ta chọn loại vật phẩm. Rồi mình chọn cái vật ném là cái viên đạn mà mình bắn để kích hoạt trigger ấy. À, là cái đạn xanh 3. Trời ơi nhiều quá, từ từ bình tĩnh. Đây là cái đạn xanh 3 của mình, là cái để kích hoạt trigger, là cái vật phẩm bắn ra từ cái gậy phép thuật của mình. Lưu lại. Rồi thì lúc này nó sẽ bắt đầu đến cái hành động. Hành động là hành động quan trọng, hành động để cục thiên thạch nó rơi xuống, được chưa? Đấy. Thì hành động này các bạn chỉ cần vào vật phẩm nè, các bạn chọn là tạo vật phẩm bay. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái kiểu vật phẩm ném đầu tiên, chính là cái cục thiên thạch của mình. Thì chúng ta sẽ vào phần thư viện chức năng, tùy chỉnh, chọn cái thiên thạch rơi. Rồi ở vị trí chữ cuối này các bạn sẽ chọn là vị trí trong sự kiện, là cái vị trí mà cái đạn xanh 3 nó bắn, nó trúng vô chỗ đó đó. Đó là ngay tại cái vị trí của đạn xanh 3. Ở phần sự kiện này sẽ là cái vị trí mà thiên thạch nó rơi xuống. Thì cái này các bạn chỉ cần cài đơn giản cho mình như vậy thôi. Các bạn nào có cách nào hay hơn thì các bạn cài theo ý của bạn. Còn ý của mình ở đây nó sẽ cài như vậy. Các bạn sẽ vô thư viện chức năng, các bạn sẽ chọn là vị trí cụ thể. Rồi nó sẽ ra ba cái giá trị X, Y, Z. Là độ rộng, độ cao, độ dài vậy đó. Thì các bạn cũng đừng có quan tâm nhiều. Các bạn chỉ cần quan tâm chữ Y giùm mình thôi. Thì cái chữ Y này á là sẽ là cái độ cao của nó ha. Thì các bạn nhập khoảng 80-100 ô gì đó, tùy theo các bạn. Ở đây mình nhập 100 ô đi. Tại vì cái trạm không gian director của mình nó cao cũng mấy chục ô rồi bạn. Mình cứ chỉnh 100 ô là cho nó an toàn nhất ha. Rồi sau khi được cái này là các bạn đã tạo được thiên thạch rồi. Đơn giản chưa? Cực kỳ đơn giản luôn. Và để cục thiên thạch của mình nó xịn sò, nó màu mè quá là hẹ, giống như là cái thiên thạch của mình lúc đầu, thì chúng ta cần phải làm thêm một cái trigger hiệu ứng. Thì để làm cái trigger hiệu ứng này các bạn, đầu tiên ở phần sự kiện nè, chúng ta sẽ vô phần công cụ. Các bạn chọn là khi vật ném được tạo, là cái cục thiên thạch của mình khi mà nó được tạo ra đó. Thì cái trigger 1 này là trigger để tạo cái cục thiên thạch đó. Thì trigger 2 này thì khi nó được tạo ra, rồi mình chọn xác định đúng cái cục thiên thạch của mình, là mình vô phần vật phẩm, mình chọn là vật phẩm, mình chọn cục thiên thạch của chúng ta. Đâu rồi, tùy chỉnh đâu rồi. Đây, thiên thạch rơi. Rồi, thì lúc này nó sẽ xác định như thế nào? Là khi mà cục thiên thạch này nó được tạo ra thì nó sẽ dẫn đến hành động là tạo hiệu ứng cho nó. Thì ở đây các bạn có thể dùng ha, đây mình qua mình cho các bạn xem lại cái trigger của mình đây. Mình sử dụng ba cái hiệu ứng hình ảnh là hiệu ứng đặc biệt á, với lại một cái hiệu ứng âm thanh. Thì nãy các bạn thấy khi mình bắn xuống á, thì nó sẽ có lửa chớp chớp nè, thì cái này là ngọn lửa 11 thì các bạn có thể xem thử ha. Còn tạo cái lửa xanh, lửa đỏ, lửa vàng vậy là tùy các bạn. Ở đây thì mình muốn cho nó giống một cục thiên thạch nhất có thể, cho nên là mình đã làm cái hiệu ứng lửa này, đó lửa 11. Các bạn có thể chọn lửa đây 12 hay là 13, 14 gì đó, đủ màu hết. Đây mình đổi thành cái này đi ha, mình đổi cục màu tím đi. Đó, mình đổi thành cái màu tím đi mọi người. Rồi, cái hiệu ứng ánh sáng để cho tăng thêm cái phần hấp dẫn và kịch tính là hiệu ứng ánh sáng 63. Hiệu ứng ánh sáng kéo xuống 63. Đây. Đó, thì nó làm cái cục thiên thạch của mình nó kinh khủng hơn. Mà nãy mình chuyển màu tím rồi. Không, mình kết hợp luôn màu tím với màu đỏ coi nó càng sao. Hay là màu trắng gì cũng được, màu trắng đi. Đó, mình thay đổi nó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với hiệu ứng hạt này. Hạt này mình chỉnh đến 5 luôn nè mọi người. Là nãy các bạn thấy cái thiên thạch nó bắn xuống, cái xung quanh nó có những cái kiểu như một cái đèn nó, những cái mà tia lửa nó chớp tắt là cái 5 này đó bạn. Đây, đây, cho bạn xem hiệu ứng sáng 5 nè. Không phải cái gì 5, quên rồi. Cái hạt 5. Cái hạt 5 đó. Các bạn thấy cái này nó nhỏ xíu không? Phải hạt 5 không? Mình coi coi. Cái hạt 28 má ơi. 28. Rồi, các bạn thấy này không? Nó chút xíu à. Nhưng mà các bạn muốn cái này bự hơn thì các bạn chỉnh kích thước nó lên là 5, 4 5 gì đó. Thì mình chỉnh lại để 4 đi. Nhưng mà các bạn nhớ là mấy cái này nó rất là lắc nha. Cái hiệu ứng đặc biệt này nó rất là lắc, cho nên các bạn xài vừa phải thôi. Ở đây á, tại cái map của mình nè, nghĩa là mình hướng dẫn cho các bạn nhìn nó màu mè hơn, cho nên là mình làm rất là nhiều thứ để cho các bạn xem, bạn cảm nhận và ví dụ cho các bạn dễ hiểu thôi. Còn nếu như các bạn làm vô một cái map nào đó thì các bạn làm vừa thôi, đừng có làm nhiều hiệu ứng giống như mình ha. Tiếp theo là cái hiệu ứng môi trường âm thanh nè. Nó là cái môi trường 4 thì nó sẽ là tiếng giống như là thiên thạch đang rơi xuống vậy đó. Nhưng mà mình chỉnh đang khá là nhỏ cho nên là mình sẽ chỉnh lớn lên một tí ha. Là mình chỉnh khoảng 500 đi, để một lát các bạn nghe âm thanh nó rõ hơn nè. Đó, nó kinh khủng hơn, nó cảm nhận được cái sự
sợ hãi khi mà cục thiên thạch rơi xuống. Ok, rồi đến lúc này để mình coi coi mình sẽ tắt đi cái trigger này ha. Tại trigger này mới nè, tại mình sẽ xài trigger thiên thạch này đó, nó như nhau thôi, không có gì khác biệt hết. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ trò chơi. Đó, mình sẽ có cây gậy thiên thạch trong người mình và mình sẽ huy bẹp. Đó các bạn thấy không? Cái tiếng và thiên thạch rớt xuống thì nó sẽ nổ. Huy bẹp. Rồi chết queo luôn. Thì ghê chưa? Các bạn nghe tiếng nổ không? Đó. Thì cái trigger 1 á là khi mình sử dụng cái này, mình bắn cái vật ném ra thì cái vật ném này nó chạm vô vị trí nào đó thì nó sẽ xác định và kích hoạt cái trigger thiên thạch rơi xuống ngay tại cái vị trí của cái vật ném đó va vô. Kiểu như là nè, ví dụ như ở đây nha, cục đất này đúng không? Mình bắn xuống đây thì cục thiên thạch nó sẽ rơi ngay cái cục đất này. Đấy, nó hướng về hướng mình kìa. Thôi. Nấp. Kinh khủng không? Cục thiên thạch nó rớt kế bên luôn mà nội. Dã man thiệt. Ôi các bạn coi kìa. Đấy. Thấy cái sức công phá của cục thiên thạch chưa? Ghê không? Đây bắn thêm cục nữa nè. Đây mình sẽ test lại cái lỗi game mình nói coi. Đây mình sẽ không kịp núp luôn. Không kịp núp luôn, để tôi núp lại. Ừ, tôi chạy qua bên đây. Nè các bạn xem mình núp nha. Mấy cục thiên thạch này nó dễ núp lắm anh em ạ. Kiểu như là một cái lỗi của cơ chế game hay sao á, mình cũng không biết nữa. À, mình sẽ đứng thấp khoảng 2 block vậy đây nè. Đây mình đứng khoảng đây, thấp khoảng 2 block như vậy ha. Rồi mình bắn lên là vô đó. Đó, mình sẽ núp vô đây. Các bạn đoán xem mình có chết không? Mình có chết không anh em? Đấy, không chết. Ngộ không? Thấy ngộ không? Để bắn lại cái nữa nè. À! Nó vẫn rơi núp. Đấy, mình không chết. Còn mình đứng nè, đứng ngay chỗ đó luôn nè và đứng ở trên cao nè và bắn ngay tại vị trí đó nè. Rồi lần này coi mình chết không nha. Nè, đứng ngang bằng với thấy được nó nè. Lần này thì mình sẽ ngẫm. Đấy các bạn hiểu không? Nó sẽ có một cái phạm vi nhất định của nó chứ nó không phải là phạm vi nổ mà cố định theo tất cả những cái chu kỳ mình đứng đâu mình cũng chết. Ok, mình chỉ cần có một cái gì đó chắn trước mặt mình thôi là nó sẽ không chết. Xong. Rất là đơn giản, đúng anh em. Rất là đơn giản luôn. Rồi và đó chỉ là đơn giản như vậy thôi các bạn, là các bạn có thể làm được một cục thiên thạch để phá làng phá sớm đồ chơi. Thực sự thì mình cũng không có khuyến cáo các bạn làm những cái trigger này trong map của các bạn đâu, nhưng mà nhiều yêu cầu lắm. Ngoài các bạn bạn Thiên Thiên gì nãy ra là còn nhiều bạn khác comment nữa mà mình không có tiện chụp lên hết thôi. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng theo cái cách này để tạo một cái cục thiên thạch. Quên, mình nhắc các bạn nha. Để cái cục thiên thạch mà nó rơi đúng xuống cái vị trí mà các bạn đã bắn cái vật ném á. Hồi nãy mình quên nói cái vấn đề này rất là quan trọng nha. Tại vì á, nếu như các bạn chỉnh không đúng cái này á, thì nó sẽ không rơi đúng cái chỗ vật ném mà các bạn rơi xuống đâu. Đấy, chúng ta nhớ là cái phần trọng lực nè. Các bạn để là 0 giùm mình nha. Nếu như các bạn để là 1 hoặc là 2 hoặc là 3 thì nó sẽ không rơi đúng vô cái vị trí mà cái vật ném trong cây gậy các bạn bắn ra đâu. Các bạn phải để là 0. Thì lúc này á, nó không có trọng lực, nó bị nhiễu tâm thì nó sẽ đi đúng cái hướng của nó sẽ đến thôi. Ha, là chúng ta bắn cái chỗ nào là nó sẽ đến ngay cái chỗ đó. À, ví dụ như mình bắn ngay cái chỗ mình thì nó sẽ bắn cục thiên thạch nó sẽ rơi ngay chỗ mình đứng. Còn nếu như các bạn chỉnh trọng lực thì nó sẽ không rơi ngay chỗ mình đứng ha. Lại lần cuối cùng nè để cảm giác cái sự giật lắc khi mà thiên thạch rơi xuống nè. Ui, đón nó, đón anh Bình Minh. Hi. Trời ơi mọi người, một cục một luôn kìa mọi người coi kìa. Dã man không? Và rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này phút này. Nếu như bạn thấy hay các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe để chúng đăng ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Nếu làm thành công rồi thì các bạn comment bên dưới cho mình biết. Bất cứ những cái thắc mắc về trigger nào thì các bạn cũng comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn trong một thời gian sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của Alan Game. Bye bye và hẹn các bạn vào những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.